Phúc An TV xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh. Phúc tiếp tục cập nhật thông tin về show diễn Paris by Night 136 Bangkok, Thái Lan. Đêm diễn đầu tiên vào tối đêm qua của đàn gà con Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân đón nhận được rất là nhiều sự ủng hộ yêu mến của khán thính giả, đặc biệt là phía gia đình, đại gia đình của ca sĩ Phi Nhung đã có những cái hành động, hình ảnh rất xúc động, đó là việc mang theo hình ảnh của ca sĩ Phi Nhung, hình ảnh bốn mẹ con Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung và ca sĩ Phi Nhung ở trước cửa vào sân khấu, làm cho tất cả khán thính giả vô cùng xúc động và nhớ về một người nghệ sĩ tài ba đức độ, ngôi sao giàu lòng nhân ái. Hình ảnh ba cô gái Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân được mọi người vô cùng yêu mến. Sau đây mời cô chú anh chị xem một đoạn ngắn về việc đàn gà con được ekip quản lý ủng hộ tinh thần rất lớn. Đó, cả nhà cũng đã thấy rồi, hình ảnh ca sĩ Phi Dung được mọi người vô cùng yêu mến. Thì sau cái đêm diễn vào tối ngày hôm qua, thì MC Diễm Quỳnh là người xuất hiện trên sân khấu, là người đã theo dõi trong suốt 5 tiếng đồng hồ để ủng hộ đàn gà con cùng với Yuno. Hình ảnh này cô chú anh chị cũng đã thấy rạp rất là đông, với 5-6 ngàn khán giả, đó là một không gian rất lớn. Thì MC Diễm Quỳnh cũng đã có chia sẻ như thế này: trải qua hơn 5 tiếng đồng hồ để thưởng thức chương trình Paris by Night, cổ vũ tinh thần các cháu và không ngăn được cảm xúc xúc động khi những giai điệu quen thuộc được vang lên trong phần trình diễn của ba bạn nhỏ. Hình ảnh của chị vẫn còn mãi nơi sân khấu này. Chúc mừng các cháu đã hoàn thành tốt và tiếp tục tốt hơn nữa trong từng bước đi của mình. Mọi người luôn bên cạnh các cháu, mãi yêu. Đó là chia sẻ của MC Diễm Quỳnh cùng với Yuno vào tối ngày hôm qua. Hình ảnh này lại càng xúc động hơn. Đó là MC Diễm Quỳnh cùng với bé Phi Như, dì Trinh và một số thành viên trong gia đình Phi Nhung đã hóa thân, hóa trang một bài hát mà ca sĩ Phi Nhung trước đây thể hiện rất là thành công, đó là Chiều Lên Bản Thượng. Yuno cũng xuất hiện, đó là điều tuyệt vời phải không cả nhà? Và đây là hình ảnh của Thanh Huy, là người anh họ của ca sĩ Phi Nhung, cũng sang Bangkok, Thái Lan để ủng hộ cho đàn gà con Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân chuẩn bị bước vào show biểu diễn. Thanh Huy đã sang Bangkok, Thái Lan để xem chương trình Paris by Night, cũng như sang Bangkok, Thái Lan để ủng hộ cho đàn gà con Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung. Thì Thanh Huy chia sẻ rằng tấm hình này được chụp vào lúc 2 giờ sáng tại Thái Lan, sau khi đàn gà con đã hoàn thành xong show diễn. Mẹ Nhung yên tâm rồi nha, cậu Huy, chúc mừng các em đã có những tiết mục lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Quá tuyệt vời, đêm biểu diễn đầu tiên của đàn gà con rất thành công. Chúc ba cô bé xinh đẹp, ba cô công chúa của đại gia đình Phi Nhung sẽ có đêm diễn tiếp theo thành công rực rỡ giống như đêm diễn thứ nhất. Quá tuyệt vời cả nhà.
Đêm diễn vào tối hôm qua thì đàn gà con đã thể hiện rất tốt, được mọi người khen ngợi rất là nhiều. Đó là điều rất là tuyệt vời. Và đây là hình ảnh của Juno, MC Diễm Quỳnh cùng với bé Phi Như giới thiệu về hình ảnh người mẹ ca sĩ Phi Nhung với ca khúc rất nổi tiếng, đó là Chiều Lên Bản Thượng. Juno cũng đã chụp ảnh với hình ảnh poster của Paris by Night. Juno cũng hóa thân thành người dân tộc. Di và các khán giả yêu thương chị Nhung và gia đình chị, và chị Quỳnh và các khán giả khắp mọi nơi yêu thương chị Nhung đi ủng hộ cho ba con gái của chị, thì kiểu gì cũng tỏa sáng. Chị Nhung dưới suối vàng cũng sẽ mát mặt vì những người yêu thương chị chuyển hết. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Duy. Đó là bình luận của khán giả khi thấy hình ảnh của Juno sang Bangkok, Thái Lan để ủng hộ đàn gà con. Juno cũng cầm hình ảnh một ca khúc nổi tiếng mà ca sĩ Phi Nhung thể hiện, đó là Chiều Lên Bản Thượng. Juno rất lịch lãm và bảnh bao. Hình ảnh của Juno rất đẹp, chụp với poster của trung tâm thiên nga Paris by Night 136 Bangkok, Thái Lan. Juno cùng với MC Diễm Quỳnh cũng đã trả lời phỏng vấn của MC của trung tâm thiên nga. Rất là tuyệt vời phải không cả nhà? Rất là đông khán giả đã vào phòng xem một đêm nhạc. Đến lượt MC Diễm Quỳnh cũng trả lời phỏng vấn của trung tâm thiên nga. Juno cùng với người fan giới thiệu hình ảnh ca sĩ Phi Nhung cùng ba người con của mình, một ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Phi Nhung, đó là Chiều Lên Bản Thượng. Đó, cả nhà cũng đã thấy rồi, Juno, MC Diễm Quỳnh và cô Thủy Lê là YouTube luôn đồng hành ủng hộ đàn gà con cũng có mặt tại Thái Lan để theo dõi cái chương trình biểu diễn của đàn gà con. Đó là một nguồn động lực, động viên rất lớn cho đàn gà con. Đó là một số hình ảnh của đêm diễn Paris by Night 136 Bangkok, Thái Lan. Thì cô chú anh chị cũng đã biết là khi vào xem cái chương trình này thì tất cả các ca nghệ sĩ không được quay phim chụp ảnh, cũng như tất cả khán giả không được quay phim chụp ảnh, vì đó là quy định của trung tâm thiên nga. Và hiện nay thì tiết mục của đàn gà con đêm diễn đầu tiên thật sự rất thành công, được mọi người ủng hộ và yêu mến. Hôm nay vào lúc 11 giờ tiếp tục check in để trung tâm thiên nga tiếp tục show ngày chủ nhật và chúc cho đàn gà con biểu diễn ngày hôm nay cũng tuyệt vời và được mọi người ủng hộ yêu mến. Rồi, cảm ơn cả nhà. Phúc vừa cập nhật một số hình ảnh của chương trình Paris by Night tại Bangkok, Thái Lan. Và đây là hình ảnh cuối cùng, đó là Thanh Quy dắt đàn gà con đi ăn uống sau một đêm diễn rất là mệt nhọc. Cả nhà cũng đã thấy hình ảnh bốn cậu cháu cũng rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc sau cái đêm biểu diễn ngày hôm qua. Đó. Rồi, chào cả nhà. Phúc sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới liên tục để gửi đến cô chú chị ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.